quý vị và chị em yêu thích nghệ thuật trên toàn quốc. Với ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển thì việc trang trí quán karaoke, quán cà phê, rồi quán trà thì chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều, có thể dùng công nghệ in 3D. Nhưng anh em chúng tôi vẫn áp dụng công nghệ cổ điển, đó là những tác phẩm được làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Một anh đồng nghiệp tôi đang tác nghiệp múa bút, muốn làm đẹp cái quán này bằng chính cái đôi bàn tay của mình. Những bàn tay vàng nha, hiện nay rất là hiếm vì những con robot, những cánh tay robot có thể in và làm ra rất nhiều tranh trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà chúng tôi vẫn trân trọng những tác phẩm mà được làm ra từ những bàn tay, chính cái hoa tay của những người nghệ sĩ. Vâng, và bên kia là anh cũng đồng nghiệp của tôi áp dụng công nghệ mà tôi vừa trao đổi bằng cánh tay robot mà đã sản xuất ra. Nhưng mà tất nhiên là hiệu quả của nghệ thuật thì như nhau, đều là một cái tác phẩm tạo hình. Đấy, chúng tôi cũng phải độ và đi chụp và lấy dữ liệu từ thiên nhiên và đưa vào trong nhà. Đấy, qua quá trình trao đổi giữa chủ nhà và người nghệ sĩ cũng như người làm tranh thì chúng tôi dựng lên những tác phẩm như thế này, mục đích là làm đẹp đó. Hiệu quả thẩm mỹ thì giống nhau. Thì cái tác phẩm như vậy chúng tôi có thể hoàn thành trong một buổi chiều. Trong một buổi chiều. Rất là đẹp. Đây là một cái cảnh mà một khu nghỉ dưỡng, khu resort ở Mộc Châu. Đấy, bạn nào mà chưa biết Mộc Châu thì có thể đến đây. Đấy, chúng tôi chỉ một cú bấm ảnh thôi, bấm máy thôi. Đấy, và qua cái cánh tay robot thì có thể in ra những tác phẩm như thế này. Đấy. Tất nhiên là cái cú bấm này là có bản quyền. Nhưng mà khi mà chúng tôi trao đổi cho khách hàng cũng đã tính hết ở đấy rồi. Tất nhiên là công nghệ Photoshop một chút, nhưng mà cái tinh thần là của cái bức tranh này là giữ y nguyên nhé. Các bạn mà không sợ virus thì có thể khoác ba lô và đến ngay Mộc Châu, khu resort này. Giá thành ở đây cũng rất là hữu nghị thôi, gần như là chỉ bằng giá của một đêm ngủ ở một cái khách sạn tầm chung thôi. Và bên đây chúng tôi cũng áp dụng luôn cái kỹ thuật vẽ tranh cổ điển. Đây là trang trí cho một cái quán trà sữa. Một cái câu danh ngôn rất là đơn giản thôi. Trà sữa trong tay đánh bay stress. Gam màu của chúng tôi thì đơn giản, chỉ là màu hồng và màu xanh của bầu trời. Đấy. Và kết hợp mấy chữ thư pháp. Anh Dũng là họa sĩ của chúng tôi, cũng là một trong những đồng nghiệp của các cô giáo nuôi dạy trẻ. Nên là anh ấy đưa cái hình ảnh chuột Mickey, cũng như năm nay là năm con chuột. Đấy, muốn đưa cái hình ảnh này vào để quảng cáo thương hiệu cho nhà hàng. Đấy, hai chú chuột này đang có lẽ là đang tranh nhau một cái ly kem hay là trà sữa gì đó, có tính tạo hình rất là đẹp. Toàn là màu hồng thôi. Đấy, toàn màu hồng. Không biết được hai bạn này uống được bao nhiêu, nhưng mà có vẻ như là đang tranh cãi nhau về phần thiệt hơn. Đồ nghề của chúng tôi vô cùng đơn giản đó, màu 3D này. Và được sản xuất nghiền sẵn ấy, không như ngày xưa anh chị em mà muốn vẽ phải pha và với keo da trâu hay mấy bột màu rất phức tạp. Không như anh này, anh là khách hàng anh không để ý thôi. Thu nhập tất nhiên là cao thật, nhưng mà để ra được một tác phẩm thế này chúng tôi phải nhào nặn cả cái ý tưởng cũng như là kỹ thuật rất là phức tạp. Nhiều khi buổi chiều đến đây chỉ thổi sáo ấy, uống trà với chủ nhà thôi, chẳng vẽ được tí nào. Trà thì chủ nhà phục vụ rất tận tình, trà ngon chán, chén thì đẹp. Đấy, cả điếu cày, thuốc lào. Mệt là nếu mà mệt mỏi thì qua sáo ấy, bộ để nó nâng cao cái tâm hồn.
muốn là tâm hồn nó bay bổng để tác phẩm của chúng tôi nó luôn luôn có hồn. Lát nữa thì xong thì chúng tôi sẽ quay cái phần cuối. Đấy, bây giờ đang quá trình đang thi công anh em nhé. Đấy, anh chị em yêu nghệ thuật trên toàn quốc thì sẽ có một chút ý tưởng để đưa vào những tác phẩm của mình. Tỉa to lại đi. Vâng, em mới vô hồi em chưa tỉa. Chỗ đấy theo em mà cần thêm cái gì?